Ê, ê, đừng, đừng, cho chị hết đi. Hai con thằng lằn con đùa nhau căng, nhau đứt đuôi. Hay quá. Và đêm nay là đêm thi thứ hai với chủ đề tình bạn của chúng ta. Điểm thì biết sau nha. Nhưng mà cái về vấn đề hóa trang ngày hôm nay là xin được cho điểm tuyệt đối cho người đã hóa trang cho hai cô trò trong phần trình diễn này.